Hàng năm trên đền Chúa Giêsu có khói quen lên Jerusalem để cầu lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 15 tuổi, cha mẹ người đến Jerusalem theo tổ lệ từ ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, mai ông bà trở về, trên Giêsu đã ở lại Jerusalem và cha mẹ cũng không hay biết. Từ là người ở trong đó hai ông bà đi từ một ngày này mới tìm người trong đó và khóc và khóc để không biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các người tiến sĩ nghe và hỏi các câu. Tất cả những ai nghe người nọ đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những con người đang làm. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên. Con nghe người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Vì cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con. Nhưng hai ông bà không hiểu lời của người đó. Bây giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người công cùng hai ông bà, mà mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tin tưởng trong sự cô quan, tội tác và ân sủng, được hiện trước lòng tin Chúa và người ta. Bây giờ nào trong tận tình cờ đấy, xin Chúa cho em nhớ, yêu Chúa không chỉ là niềm vui nhưng